giờ khóc giờ cười khi Hồ Ngọc Hà và con gái đội chung bộ tóc giả. Hồ Ngọc Hà vô cùng tỏa sáng khi xuất hiện tại sự kiện Kiniguchi được diễn ra vào tối ngày 13 tháng 4, thậm chí nữ ca sĩ còn nhận xét là nữ hoàng thảm đỏ. Tuy nhiên khán giả nhận ra rằng bộ tóc giả mà Hồ Ngọc Hà diện trong sự kiện hóa ra từng được bé Lisa đội trước đó. Tham gia sự kiện của Gucci, Hồ Ngọc Hà chiếm trọn spotlight khi hóa thân thành quý cô điểm, nữ ca sĩ nổi bật giữa đám đông ngay từ khi xuất hiện và thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả truyền thông. Phải công nhận rằng vẻ đẹp của nữ hoàng giải trí được chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ từ trang phục, đầu tóc, phong cách trang điểm. Bên cạnh đó, nhan sắc đẹp thần thái của bà xã Kim Lý cũng góp phần vô cùng tỏa sáng giữa dàn mỹ nhân của sự kiện. Không khó để khán giả nhận ra rằng Hồ Ngọc Hà đã sử dụng bộ tóc giả khi thử sức hình tượng quý cô cổ điển. Dân tình cũng dành lời khen ngợi rằng phần bộ tóc giả Cả Một Bầu Trời Thương Nhớ được xử lý tinh tế, trông hoàn toàn ăn nhập với tổng thể và tạo dáng chân thật, không hề giả trân. Ngay khi hình ảnh của Hồ Ngọc Hà xuất hiện tại sự kiện chia sẻ lên mạng xã hội, khán giả đã nhanh chóng nhận ra bộ tóc giả mà nữ ca sĩ sử dụng hóa ra đã từng qua đầu bé Lisa trước khi bắt đầu trang điểm chuẩn bị cho sự kiện thời trang. Bà xã Kim Lý cho biết con gái cưng thử đổi qua bộ tóc này. Khi đó bộ tóc giả còn ở phiên bản thô sơ, chưa được xử lý triệt để tạo dáng, biểu cảm ngơ ngác của Lisa kết hợp cùng mái tóc giả trân khiến khán giả không thể nhìn được cười. Nhìn thấy ngay cả bản thân Hồ Ngọc Hà cũng dở khóc dở cười trước hình tượng lạ lẫm của ái nữ. Khán giả nhận xét rằng cùng một bộ tóc giả nhưng khi mẹ Hà Hồ lần lượt diện thì hai số phận khác nhau, trong khi nữ ca sĩ diện tóc giả đầy sang trọng thời thượng thì con gái lại trông rất ngộ nghĩnh đáng yêu khiến ai nấy cũng bật cười. Hiện tại cặp đôi song sinh nhà Hà Hồ đang khoảnh khắc mới của các bé đều thu hút sự đông đảo của khán giả. Dù còn nhỏ tuổi nhưng Lisa và Leon đều rất tỏa sáng thông minh. Hồ Ngọc Hà cho biết rằng nếu như Lisa dịu dàng, đằm thắm, cũng rất thích chơi đùa, chạy nhảy, năng động, trong khi đó Leon thì vô cùng tinh nghịch, thường bày trò quậy phá và có những biểu cảm cực tấu hài. Đối với Hồ Ngọc Hà, các con chính là tài sản vô giá trị nhất của cô. Nữ ca sĩ từng tâm sự với truyền thông, cứ nhìn thấy con, yêu thương và cũng tầm cảm ơn quãng thời gian này không vất vả với công việc, dành trọn thời gian bên gia đình quý giá bao nhiêu, khi mỗi tháng thức dậy lại được ngắm nhìn những thiên thần lớn. Được sống là hạnh phúc, được làm mẹ cũng như là thiên thần này, cả một ân huệ lớn. Cuộc sống có thể rất dài khi sống không mục đích, không người yêu thương, nhưng sẽ không bao giờ đủ khi có quá nhiều thứ ước vọng và làm người thân của mình phải thật hạnh phúc. Khán giả vô cùng thích thú khi ngắm nhìn cặp đôi song sinh đáng yêu của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý. Bên cạnh đó, khoảnh khắc nữ ca sĩ và con gái cưng cùng diện bộ tóc giả nhưng hai số phận khác nhau cũng khiến dân tình cười nghiêng ngả.